Hello, xin chào tất cả các em nha. Lại là Duy đây. Thì hôm nay chúng ta lại ngồi với nhau để nhìn lại đề số 15 Thì thử trên rất vật lý physics vào ngày hôm qua. Được chưa? Thì không nói nhiều nữa chúng ta giải luôn. Câu số 1, đơn vị của điện dung, được chưa? Điện dung được định nghĩa là gì? À là 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 cái uh, lượng điện đó à, tích trữ cho một đơn vị hiệu điện thế. Ok chưa? Đó cái lượng điện tích được chưa? Tích trữ cho một Vôn hiệu điện thế. Ok chưa? Một đơn vị hiệu điện thế. Thì C của mình sẽ là quy chi u. Đây là định nghĩa của điện dung. Ok không? Ở thì đơn vị của nó ha. Đơn vị của nó là một phara. ra. Một pha ra chính là một cu lông chi cho một vôn. Chọn chúng ta chọn đáp án là câu D là chính xác. Câu số 2. Đặc trưng nào sau đây là một đặc trưng vật lý của âm? Đặc trưng vật lý là những đặc trưng có đại lượng. Đúng mà Có định lượng. Có đo được. Đúng chưa? Có đơn vị này nọ. Ok thì đó là chính là tần số âm có ký hiệu là chữ F, đơn vị chuẩn là chữ H. Ok chưa? Rồi câu số 3, điện áp U bằng 141 căn 2 cos 100 BT V có giá trị hiệu dụng là bao nhiêu? Giá trị hiệu dụng, ok không? Người ta gọi là giá trị trung bình bình phương của điện áp U thì nó chính là giá trị cực đại hay hay còn gọi là biên độ của điện áp chia đi cho căn 2. Ok chưa? Chúng ta chọn đáp án là câu ừ B là chính xác. Câu số 4, tốc độ cực đại của dao động điều hòa có biên độ A và tần số omega A, được chưa? Thì tốc độ cực đại là trị tuyệt đối Vmax à thì nó sẽ là bằng Ừ, lấy tốc độ góc, lấy tần từng... Này là tần số góc mọi người ha. Đây là tần số góc cho thầy ha. Có có tần số góc là omega và có biên độ là A nhân với nhau thì mình sẽ ra được đáp án là câu D. Câu số 5, một sóng cơ có tần số là f truyền trên dây với vận tốc v và bước sóng là lambda hệ thức đúng là cái gì ok chưa thì đấy với v là tốc độ truyền sóng thì chúng ta có được là tốc độ truyền sóng sẽ là quãng đường mà sóng truyền chia cho thời gian để thực hiện được quãng đường đó thì chúng ta biết là khi thời gian là một chu kỳ thì quãng đường truyền á nó chính thành là một lambda được chưa thì thằng này nó sẽ ra là ừ, lambda chia t đúng chưa mà lambda chia t chính là lambda nhân f thôi Ok chưa? phần T chính là F, chọn đáp án là câu B là chính xác. Câu số 6, một vật dao động điều hòa thì pha của dao động. Pha của dao động ký hiệu là phi bằng omega T cộng phi 0 với omega là tần số góc Được chưa? T là thời điểm và phi 0 là gì nhỉ? À là pha ban đầu. Ok không? Là pha ban đầu. Thì đây là một hàm bậc nhất theo thời gian. Được chưa? Có đồ thị là một gì? à một tia đúng không một tia à, nằm bên phía dương của trục OT được cho đó và dốc lên ha và dốc lên tại sao dốc lên tại vì đạo hàm của nó ra omega là dương cho nên nó luôn đồng biến ha câu số 7 khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động sao Được cho khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì vật tiếp tục dao động với tần số bằng tần số dao động riêng luôn ok chưa tần số của dao động cưỡng bức là luôn luôn bằng tần số ngoài lực được chưa đó và khi có hiện tượng cộng hưởng xảy ra thì nó bằng luôn từng số dòng riêng ok chưa yeah. bằng luôn từng số dòng riêng câu số 8. mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất mạch điện mà muốn có hệ số công suất ok không hệ số công suất là có phi lớn nhất á thì nó chỉ khả năng xảy ra hai trường hợp thôi nếu mà nó không có zl À, nó không có L và C, không có cuộn cảm và tụ điện thì có mà nó chỉ có R thôi đó thì có phi của nó sẽ lớn nhất. Ok chưa? Chờ thứ hai là có L và C nhưng cũng như không. Cũng như không là sao? Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng trong mạch thì ZL và ZC triệt tiêu nhau. Được chưa? Thì mạch cũng giống như là ừ, ừ thì cũng có nhưng có nhưng không mà thôi đúng không ạ? À? Đó, thì lúc đó thì Coffee ừ, có phi cũng bằng một cũng lớn nhất. Chưa? ở đây chúng ta tìm thấy câu A. Câu A là câu mà không có L và C luôn. Ok chưa? Thì cos phi của mình nó sẽ bằng R cho Z. Được chưa? Mà Z của nó chỉ là ừ r một r hai tổng lại thôi cho nên là chia nhau ra một luôn còn những trường hợp còn lại là có l nè có c nè có l có c nè ok chưa đó mà khi này có đồng thời l và c ấy, thì nó phải thêm một cái điều kiện nữa là có hiện tượng cộng hưởng xảy ra là ra và phải có thêm r nữa thì có phi mới mắc được ra vậy chúng ta chỉ chọn được câu a là, là câu chính xác ha câu số 9. một vật dao động điều hòa theo phương trình là x bằng a cos omega t cộng phi a lớn không biên độ dao động chính là từ số dương đứng trước à, hàm sin hàm cos ha đó đáp án là câu c câu số 10. hệ số công suất của đàn mạch điện có rlc mắc nối tiếp được xác định bằng công thức nào sau đây được chưa cos phi của mình à đó ví dụ dễ tam giác ra thì cos phi của mình chính là gì nhỉ à chính là lấy r chia đi cho z được chưa chính là lấy r chia đi cho z đó là cos phi thì thằng này nó sẽ ra là câu A là chính xác được chưa đó R chia cho Z tổng Z tổng chính là Pythagore của R được chưa và cái cụm ZLC ha cái cộng Z là C. còn quỹ này UR thì ở dưới phải là U ok chưa còn quỹ này là công thức của tan đó còn quỹ này là công thức uh, ở dưới phải là R thì nó thành công thức của tan được chưa vẫn câu số 11 đặt điện áp xoay chiều có tần số góc omega vào hai đầu tụ điện có điện dung là C, dung kháng của tụ điện, hay ra dung kháng của tụ điện là ZC là bằng 1 phần omega C, được chưa? Ừ, nói về cái sự gì? Vì sự à, kháng cự đó mà, nói chuyện về sự kháng cự dòng điện của ừ, tụ điện ha. Câu số 12, trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều, đại lượng nào là không dùng giá trị hiệu dụng? Được chưa? Thì đó chính là công suất được chưa giá trị hiệu dụng bản chất của giá trị hiệu dụng chính là giá trị uh, trung bình đúng không nhưng mà đó là giá trị trung bình bình phương thì giá trị trung bình bình phương chỉ dùng cho cường độ dòng điện nè điện áp mà số điện động nè được chưa và không dùng cho công suất công suất chỉ dùng chỉ, uh, giá trị trung bình vậy thôi ha chỉ, chỉ dùng công suất trung bình là giá trị trung bình của công suất thôi chứ không có trung bình bình phương của công suất đúng không không có ý nghĩa ha rồi Nói chung là chỉ có trung bình, công suất trung bình thôi, không có công suất hiệu dụng. Ok chưa? Câu 13. Tại nơi có gia tốc trọng trường G, một con lắc đơn có sợi dây dài L đang dao động điều hòa. Chu kỳ dao động của con lắc là bao nhiêu? Đúng không ạ? À? Chu kỳ dao động của con lắc đơn là thấy 2 bi căng là ghiền. Được chưa? Chúng ta chọn luôn đáp án là câu B. Câu 14. Trong đoàn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần. Cường độ điện trong mạch và điện áp hai đoàn mạch luôn sao? thì khi chỉ có điện cho thuần là ngang đó, đúng không Là ngang như cua đó. Được chưa? Đó. Thì y của mình luôn, luôn nằm ngang rồi nè. Mà mạch của mình chỉ có R cho nên U của mình cũng nằm ngang luôn, cho nên U và y trong trường hợp này U và y trong trường hợp này là cùng pha nhau. Ok chưa? Cùng pha nhau. Và lúc này là công suất của mình đúng không ạ? Được chưa? Tính theo ừ, công thức của điện một chiều luôn, là U bình chia R luôn. Ok chưa? Là U bình chia R luôn cho nhanh cơ năng của vật ok chưa tiếp theo là dao động điều hòa có lượng m à, chú ý mấy cái này nha đó a nè omega nè được chưa à. với a này á đều phải đơn vị là mét đó à thì cơ năng của vật là gì là 1 phần hai m omega bình a bình đây là công thức cơ năng tổng quát của một dao động điều hòa được chưa với từng con lắc cụ thể thì cái số thì cái đại lượng omega bình này nè nó sẽ bằng gì à, nó sẽ bằng một cái công thức cụ thể giống như con lắc lò xo so thì thằng này nó sẽ là k chia m còn nếu mà con lắc đơn thì thằng này sẽ là g chia l chẳng hạn ở chưa đó, và nó sẽ đẩy ra được công thức đặc trưng ha công thức đặc trưng của cơ năng con lắc đó được chưa đó câu số 16 trên một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng sóng truyền nhanh dây có bước sóng là lambda khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp này ý đề bài nói là khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp dọc theo phương của sợi dây, được chưa? Hay còn gọi là khoảng cách giữa hai vị trí cân bằng của hai bụng sóng liên tiếp, được chưa? Thì khoảng cách vị trí, à, khoảng cách giữa hai vị trí cân bằng của hai bụng sóng liên tiếp nó giống như là khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp trên đường nối nguồn, ok chưa? Khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp trên đường nối nguồn, được chưa? Thì nó cũng bằng khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu liên tiếp trên đường nối nguồn và đúng bằng khoảng cách giữa hai gì ừ, nút sóng liên tiếp trên dây được chưa? Ở giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây thì khoảng cách của hai hàng cực trị cùng loại á, luôn luôn là gì là k lambda chia hai nhưng mà do nó có chữ liên tiếp cho nên là nó phải nhỏ nhất thì nó phải là lambda chia hai nhỏ nhất thì nó phải là lambda chia hai câu số 7 17 gọi phi là độ lệch pha của u so với y trong mạch điện xoay chiều có rlc mắc nối tiếp khi trong mạch có hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra thì ok chưa thì khi có cộng hưởng điện xảy ra thì u với y á, là cùng pha nhau mới dứt mồm ở trên xong mới dứt mồm ở trên xong cho nên độ lệch pha của u với y sẽ bằng zero đáp án là câu c để chính xác câu 18. hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số ngược pha nhau được chưa ngược pha nhau có biên độ lần lượt là a1 và a2 biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là gì? Được cho thì chính là tuyệt đối của a1 a2 và cũng chính là a min, ok không? Cũng chính là a tổng hợp min có thể có của hai dao động có biên độ lần lượt a1, và a2 đó và trong cái sự giao thoa sóng cơ mọi người ha do cái sự giao thoa sóng cơ là từng vị trí đúng không à? Nó sẽ có độ lệch pha của hai sóng tới khác nhau cho nên các biên độ biên độ của các phần tử sống nó sẽ nó sẽ sao nó sẽ chạy đều từ ở uh, min tới mắt đó mà nó sẽ chạy từ uh, chạy đều từ a tổng hợp min đến a tổng hợp mắt có nghĩa là chạy từ chỉ số đối của a1 và a2 đến uh, a1 cộng a2 thì a1 cộng a2 gọi là biên độ của cực đại giao thoa ok chưa a1 cộng a2 uh, chưa? là biên độ giao động tổng hợp mắt đúng không nó còn gọi là biên độ của cực đại giao thoa trong cái bài toán giao thoa còn trị đối A1 chỉ A2 nó còn gọi là biên độ min đúng không? Là chỗ đó hai sóng tới ngược pha gặp nhau, được chưa? Triệt tiêu lẫn nhau, tạo thành cực tiểu giao thoa, được chưa? Thì đó là A1 A2. Và nếu mà hai nguồn cùng biên độ thì lúc đó A chị A là bằng 0 đúng không ạ? Và chúng ta có được những điểm cực tiểu đối với uh, trường hợp là hai nguồn cùng biên độ là những điểm đứng yên, tức là nó không có biên độ đúng không ạ? Tức là nó đứng à, không có biên độ tức là đứng yên. Câu 19. Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R ER, nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ cảm L. Khi có dòng điện xoay chiều với tần số gốc omega chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là bao nhiêu? Tổng trở của đoạn mạch khi chỉ có R và Z và L đúng à? Thì chúng ta dễ hình ra. L là nằm ngang nè, L là hướng lên nè. Thì nói cho đầu ở cuối ha, chúng ta sẽ có là Z tổng cộng của mình là R với là ZL. Được chưa? Đó. Thì ZL là bằng omega L thôi đúng không ạ omega l thôi Vậy bình cộng omega l tức là bình bằng z bình ha để căn thôi câu số 20 trong mặt điện xoay chiều gồm điện trở r của các thần l và tụ điện c mắc nối tiếp thì à, khi này sẽ ra hình cộng hưởng điện thì điều này sau đây là sai à, chưa chúng ta biết bộ đề là omega bình lc là bằng ZL chia ZC thì cái này chứng minh rất là dễ ha mọi người chỉ cần tách cái omega này ra đúng không ạ à? omega L thì nó là ZL còn omega C chính là một phần ZC đúng à? nhân lại nhau thì được này thì khi mà cộng hưởng xảy ra thì ZL bằng ZC cho nên tỷ số này bằng một cho nên câu này đúng ha ok và Z của mình là bằng gì Z của mình là bằng R bình cộng đi cho ZL trừ ZC tất cả bình trong căn bậc hai đúng chưa trong căn bậc hai thì khi mà có hiện tượng cộng hưởng xảy ra thì cụm này mất đúng không ạ à? cho nên lúc đó Z min bằng R là chính xác ở lòng um, đếp min sẽ bằng r cho nên câu này là câu sai đấy cho chọn đáp án là câu b tiếp theo là u tương tự như z thì u bình của mình nó cũng bằng là ur bình phương cộng cho ul trừ cho uc tất cả bình đấy cho uc tất cả bình nhưng mà do cộng hưởng như 0, cho nên này bằng không cho nên u bằng ur chính xác ha. và u lúc đó là là, là min luôn đúng không bằng ur đấy cho hay ur lúc đó là mắt luôn là bằng u uh, phê của mình là u nhân y ok công suất của mình công thức tổng quát là u nhân y nhân đi cho cos phi nhưng khi có hiện tượng cộng hưởng xảy ra thì cos phi của mình sẽ bằng một cho nên là phê bằng ui y chang công thức của điện một chiều đúng không à? chính xác Vậy câu b là câu sai câu 21 tại một nơi trên trái đất con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kỳ t nếu tăng chiều dài 4 lần thì chu kỳ là bao nhiêu thấy 2 bi căn là ghiền ok chưa cho nên suy ra t của mình nó sẽ tỷ lệ với căn bậc 2 của chiều dài l được chưa như vậy thì khi l tăng 4 lần thì chu kỳ của mình nó sẽ tăng lên căn 4 lần được chưa tức là nó ừ, gấp đôi cái cũ ok chưa hay mình có thể ghi dưới dạng là gì t phải chia t sẽ bằng căn bậc 2 của l phải chia l bằng căn bậc 2 của l phải là bằng 4 l cũ chia l là bằng 2 Ok, chúng ta chọn đáp án là câu D. Câu 22, dòng điện có cường độ I là căn 2 có 100 ampe chạy qua điện trở thuần 100 ôm trong một phút nhiệt lượng tỏa ra, nhiệt lượng tỏa ra Q của mình nó sẽ bằng R nhân cho I bình phương nhân cho T. Ok chưa? Đó. Thì đây chính là lấy công suất trung bình R I bình phương nhân cho thời gian vậy. Ừ, sử dụng ha. R của mình á là 100. Đó định nghĩa của giá trị hiệu dụng á được xây dựng dựa trên cái này mọi người ha đó, trung bình của bình phương 100 nhân đi cho y bình chưa? y bình là y hiệu dụng nha mọi người thì hôm nay chúng ta có y cực đại chúng ta tính y hiệu dụng bằng lấy y cực đại chia găng 2 thì nó sẽ ra là một ampe ok chưa vậy lấy là một bình phương sau đó chúng ta nhân đi cho ừ, à, t là một phút một phút là 60 giây thì vậy chúng ta sẽ có là 6.000 nghìn à uh, là 6 kJ. Câu số 23 mắc ampe kế nhiệt xoay chiều nối tiếp với một đoạn mạch thì thấy ampe kế chỉ 1 ampe. Cường độ dòng điện cực đại của đoạn mạch này là bao nhiêu? Ok chưa? À. Số chỉ của ampe kế ha, ha ampe kế hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện. Cho nên số chỉ của ampe kế được chưa? Chính là đo giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện. Được chưa? À, đo giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện. Chúng ta có y hiệu dụng bằng 1 ampe thì suy ra giá trị cực đại y0 là nó sẽ bằng đi cho y là giá trị hiệu dụng nhân cho căn 2 chúng ta sẽ có được là căn 2 a chúng ta chọn đáp án là câu C có 24 trên một sợi dây dài là 80cm L hai đầu cố định đang có sóng dừng người ta đếm được có hai bụng sóng hai bụng sóng mà số bụng chính là số bó sóng nguyên trong sóng dừng loại uh, loại 2 hai đầu cố định ha thì nó sẽ bằng 2 như vậy chúng ta sẽ có là L của mình bằng K lambda chia 2. Vậy tương đương 80 của mình nó sẽ bằng K là 2. Lambda là lambda chia 2. Vậy suy ra lambda bằng 80cm luôn. Chưa? Bạn nào mà khỏe thì thôi chúng ta sao? Ừ, dễ sống ra. Đúng rồi, dễ sống ra. Rồi chúng ta thấy ha. Hai bụng sống. Đúng à, có hai bụng sống. Thì nó đúng là một đường xin. Đúng à, hoàn chỉnh. Thì lúc đó nó sẽ là một lambda. Câu 25. Câu 25 một sóng cơ truyền dọc theo trục OX với à, với phương gì ừ, trục OX của sợi dây với phương trình ha trục OX của sợi dây với phương trình mới đúng ok chưa à, U bằng 2 cos 40 BT trừ BX biên độ của điểm bụng nếu sóng dừng hình thành trên dây này là bao nhiêu thì chúng ta biết là biên độ của một điểm nằm trên dây thì công thức tổng quát của nó là 2A Uh, sin gì đó đúng không ạ? Uh, 2 uh, x chia lambda với x là tọa độ với một bụng với, với một nút bất kỳ ok không? Thì nếu mà nó là điểm bụng thì sin này nó phải lớn nhất là sin này phải bằng một thì biên độ của bụng sóng cũng giống như là biên độ của giao thoa uh, của cực đại giao thoa nó phải là bằng gấp đôi biên độ của nguồn ok chưa Gấp đôi biên độ của một nguồn chúng ta chọn đáp án là câu B là chính xác để cho đó. Câu 26, hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số nhưng vuông pha tại điểm T, giá trị tức thời của hai ly độ là 6 và 8. Ly độ tổng hợp là x xì sẽ luôn luôn bằng x1 cộng x2 với mọi T, Đấy chưa? X1 cộng x2 với mọi T là luôn luôn bằng đáp án là câu D. Câu số 27. Biết cường độ âm chuẩn là 10 mũ trừ 12 W trên vuông khi cường độ âm tại một điểm là 10 mũ trừ 4 W trên mét vuông thì mức cường độ âm tại điểm đó là bao nhiêu? thì mức cường độ âm tại điểm đó nó sẽ bằng ờ ừ, 10 logarit của mà lấy y chia cho cường độ âm chuẩn y0 thì nó sẽ là 10 uh, logarit thập phân y của mình là 10 mũ -4 chia đi cho 10 mũ -12 thì nó sẽ là 10 logarit đúng mà Đó, của 10 mũ 8 thì nó sẽ bằng là 80 decibel. Và ra chúng ta chỉ cần lấy độ chênh lũy thừa nhân cho 10 là ra, đúng không ạ? À? Độ chênh lũy thừa là trừ 4 với trừ 12 nè. Bây giờ là 8 á. À, nhân cho 10 là ra. Câu số 28. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ nhẹ. À, gồm nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 Nm. Vật thực hiện được 10 dao động tăng phần mất 5 giây. Khối lượng của vật. Chúng ta biết quậy thì à, hay bị à, căng 10. À, người ta. Đúng không ạ? Đây. Ghi nè. Hay bị người ta đè ra đập và đối với con lắc lò xo là nó bằng căn khùng hả mẹ là do tương đương 2 b 2 b là 2 nhân căn 10 đi cho nó đẹp 2 nhân căn 10 nhân đi cho n là 10 chia đi cho 5 sẽ bằng căn bậc 2 của 100 chia đi cho m Vậy ship xôn ra m thôi ha ship xôn ra m thôi ta bấm máy tính 2 căn 10 nhân đi cho 10 chia 5 bằng đi cho căn 100 phần x xì ship bằng thì nó sẽ ra là 0,625 kg thì chúng ta chọn đáp án là câu A là chính xác câu 29 một sợi dây đàn hồi dài một đầu cố định đây là sóng dừng lại một một đầu tự do có sóng dừng với hai tần số liên tiếp là như đây tần số nhanh nhất để có sóng dừng trên dây là chúng ta biết là F đó mà f của mình đó mọi người à, đối với sóng dừng loại một á đúng không f của mình đó là k cộng 0,5 v chia đi cho 2 l được chưa cho nên chúng ta sẽ có hai thứ như sau thứ nhất là Fmin của mình được chưa thì nó sẽ bằng gì k k bằng 0, khi k bằng không đúng không ạ f khi k bằng không thì nó sẽ là 0,5 lần v chia cho 2 l thứ hai là delta Fmin có nghĩa là độ chênh giữa hai tần số liên tiếp thì nó vẫn là v chia 2 l thôi và thằng này nó cho là à, 75 trừ 45 75 trừ 45 là 30 Ok chưa Mà thằng này á Nó là một nửa Đúng rồi, Nó là một nửa của V chia 2L Vậy nó sẽ là 0,5 của 15 của 30 là 15 Hết Chúng ta dễ dàng chọn đáp án là câu ừ. B Được chưa Câu số 30, một sóng cơ truyền dọc theo chỗ x có phương trình là U bằng A cos 2 πft trừ 2 πx x chia lambda và tốc độ dao động cực đại của các phần tử môi trường lớn gấp 4 lần tốc độ truyền sóng tốc độ dao động cực đại của môi trường chính là omega a hay còn gọi là 2 bfa f a được chưa đây chính là tốc độ dao động cực đại của một phần tử vật chất môi trường lớn gấp 4 lần tốc độ truyền sóng là 4 lần của lambda f thì suy ra thì mình sẽ có là b a sẽ bằng 2 lambda được chưa chúng ta chọn luôn câu c Câu số 31. Điện áp giữa hai đầu mạch điện sẽ chiều U bằng 200 căn 2 sin. Ừ, chúng ta đổi qua cos ha là 200 căn 2 góc là B chia 6 mà trừ cho B chia 2 đúng không ạ? Từ sin qua cos là trừ cho B chia 2 là ra trừ B chia 3. Thì ừ, công suất tiêu thụ của đoạn mạch. Ui giời. Công suất tiêu thụ mạch B bằng U y nhân đi cho cos của phi U trừ phi I. Tức là cos của độ lệch pha. U của mình là U hiệu dụng nha mọi người Là lấy 200 căn 2 chia cho căn 2 ra 200 Y 2 căn 2 chia căn 2 ra 2 Cos của bao nhiêu à, Cos của trừ B chia 3 Trừ đi cho 0 Chúng ta sẽ ra là 200 W Chúng ta chọn đáp án là câu A là chính xác Đúng không ạ? Ra 200 W chọn câu A là chính xác Câu số 30 Tại nơi có gia tốc trọng trường G bằng 9,8 m trên dây bình Một con lắc đơn có chiều dài dây, dây treo Là L là 1 m hòa với biên độ góc là 0,1 ở vị trí có ly độ gốc là 0,05 và nhỏ con lắc có tốc độ là bao nhiêu thì chúng ta biết là alpha đang chia cho alpha 0 á, nó bằng bao nhiêu nhỉ 0,05 chia đi cho 0,1 thì nó sẽ bằng đi cho 1 phần 2 chưa như vậy suy ra là V chia cho V mắt V mắt của con lắc đơn dao động điều hòa đó mọi người ha thì nó là căn bậc 2 GL alpha 0 đúng chưa chúng ta chứng minh cái này rất là dễ mọi người ha chúng ta chứng minh cái này rất là dễ thì nó phải bằng căn 3 chia 2 đúng chưa? Được chưa? Thì nó phải bằng căn 3 chia 2 đúng chưa? Hai thằng vuông phá nhau. Khi một thằng là 1 phần 2, thằng kia phải là căn 3 chia 2. Giống như sin bình với cos bình cộng lại 1, hiểu không ạ? À? Ở thì 1 phần 2 với căn 3 chia 2 là một cặp bày trùng. Chúng ta có chỉ đó của V, lúc đó sẽ bằng căn 3 chia 2 nè. Căn bậc 2 của G là 9,8. Nhân cho L là 1. Nhân cho alpha 0 là 0,1 chúng ta dễ dàng có được thằng này là căn 3 chia đi cho 2 nhân cho căn bậc 2 của 9,8 nhân cho g là 1 l là 1 rồi nhân đi cho 0,1 bằng để ra là 0,271 m trên dây thì chúng ta chọn đáp án là câu B Ồ, nhân cho 100 nhỉ nhưng cho 100 là nó phải là câu D 27,1cm trên dây Được chưa? Easy baby Câu số 33 Một sóng cơ lan truyền cho một sợi dây đàn hồi với chu kỳ T biên độ A dọc theo chiều dương của trục OX Hình ảnh một đoạn sợi dây nhìn... Tại thời điểm T nét liền và nét đất cho nhìn vẽ Giá trị của đen T có thể là bao nhiêu? Được chưa? Giá trị của đen T có thể là bao nhiêu? Truyền theo chiều dương của trục OX à? Toàn thế hay rồi? Được chưa? thì bây giờ chúng ta thấy là cái gì nhỉ à chúng ta sẽ tính độ lệch pha của hai thằng này dựa vào cái điểm này mọi người ha dựa vào điểm then chốt này một thằng là đang ở vị trí cân bằng ở à, lộn ở vị trí a chia hai mà đi lên còn một thằng đang ở vị trí a chia hai mà đi xuống được chưa vậy delta phi của tụi nó sẽ bằng delta phi của tụi nó sẽ bằng bằng bao nhiêu thì delta phi của tụi nó sẽ bằng đi cho accord đúng mà ở cái thằng đi xuống đó là accord của 1 phần hai còn cái thằng đi lên đó là trừ đúng ạ, cái thằng đi lên đó là trừ accord của 1 phần hai để cho đó thầy đang lấy ngọn của chỗ đó ha thầy đang lấy độ chinh ngọn của chỗ đó độ chinh giá trị ngọn của chỗ đó chính là độ pha Tại một thời điểm chính là độ pha ok không thì này là Uh, B chia 3 cộng B chia 3 là 2 B um, Nói chung là 120 độ ok chưa Mà 120 độ chúng ta đem phệt đi cho đó mà 360 đi thì nó ra là T chia 3 ok chưa đó. 120 độ chúng ta phệt đi cho 360 đi Được chưa thì nó ra là T chia 3 Câu 34 đặt điện áp U bằng U0 cos omega T Omega tính bằng ra đang trên dây và thay đổi được và hai đoạn, đoạn mạch gồm điện chế thuần cùng cảm thuần có được cảm là 0.2 Henry mình bây giờ thì công suất cấp phi số điện dung của tụ điện là bao nhiêu? Ui xa, thế nào chứ. Rồi bây giờ chúng ta tập trung vào đỉnh cộng hưởng thôi. Ok chưa? Được chưa? Cos phi mắc khi nào? Ok chưa? Cos phi của mình á nó mắc á, tức là nó bằng 1 á khi và chỉ khi. Được chưa? Khi và chỉ khi là ừ, cộng hưởng. Ok không? Cộng hưởng. Mà cộng hưởng tức là omega bình. Omega cộng hưởng bình á nhân đi cho LC sẽ bằng 1 ok chưa rồi ok vậy omega để cộng hưởng của mình thấy trên đồ thị là 100 đúng không ạ à? thấy cái quỷ uh, quỹ này là 100 bình phương nhân cho l là 0,2 nhân cho c bằng 1 thì suy ra c của mình nó sẽ bằng 1 phần 100 bình nhân 0,2 Bằng à, nó sẽ ra là 5 x 10 4 ha. 5 x 10 4 pha ra đáp án của chúng ta là câu c là chính xác để cho câu 35 điện áp xoay chiều có chiều dụng là 100V Máy nói tiếp lần lượt là L gì đó Công suất tiêu thụ trên điện trở R2 là BR2 bằng 100W Thì công suất tiêu thụ trên đàn mạch là bao nhiêu Ok baby luôn Rồi thôi con này chắc phải làm ở ngoài yeah. Cho nó dẻo Kìa. Rồi, bây giờ chúng ta phân tích một chút ha. Chúng ta chỉ có một cái đại lượng phức tạp duy nhất ở đây thôi, chính là công suất của R2. Chúng ta khai triển công thức của này ra. Công suất tiêu thụ trên R2 chính là R2 nhân cho Y bình phương, đúng chưa? Và nó sẽ bằng đi cho R2 nhân cho y là u bình phương đúng không ạ? chơi cả cái z của đoạn mạch là r1 cộng r2 tất cả bình phương uh, cộng đi cho gì nhỉ? zl trừ zc tất cả bình phương đúng nha chứ là dễ tất cả bình phương thế thôi bây giờ sao nữa giờ thì nó sẽ bằng bao nhiêu thì nó uh, nhưng nhân uh, ở đúng rồi đủ rồi thì nó sẽ bằng 100 w đúng không nó phải bằng 100 w Ok chưa? Rồi thế vô. Hôm nay có gì? Là R2 là chưa biết. Được chưa? U của mình là 100 bình phương chia đi cho R2 của mình là chưa biết. R1 là nhiêu nhỉ? R1 của mình đó là, là 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 là, 25. R2 của mình á là không biết đúng không ạ? Tất cả bình cộng đi cho ZL là trừ ZC tới cả bình ha bằng đi cho 100 để chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta ừ, uhm, rút gọn này đi thì nó sẽ ra là 100 R2 sẽ bằng đi cho à, uh, 25 cộng R2 thằng này khai chuyển nó đi tại vì có R2 trong đó nè à, uh, thầy sẽ ra khai triển thành 25 bình trừ đi cho 2 là 50 R2 cộng 50 R2 đúng chưa cộng đi cho R2 bình nhóm lại Ờ, ZL chữ ZC bỏ đó đúng không ZL chữ ZC tất cả bình bỏ đó rồi câu này thì là một câu biến đổi thôi mọi người ha chúng ta chuyển vế qua thì chúng ta thấy là 50 mà trừ cho 100 thì nó ra trừ 50 nó khác là chúng ta sẽ có là 25 trừ R2 tất cả bình phương cộng đi cho ZL trừ ZC tất cả bình phương bằng 0. Tổng bình phương bằng 0. Ok chưa? Phương trình A bình cộng B bình nói chung là tổng hai số không âm bằng 0 khi và chỉ khi à, đồng thời cả hai cái ngoặc đó đều phải bằng 0. Đúng không à? ạ? Đồng thời cả hai cái cụm ừ, luôn dương luôn không âm đó phải bằng 0. Tổng hai số không âm mà đúng không à? ạ? Ở thì lúc đó R2 của mình là 25 Và lúc đó ZL bằng ZC Tức là đang có hiện tượng cộng hưởng ha Đây chính là hiện tượng cộng hưởng Ok chưa Rồi Nhưng mà hiện tượng cộng hưởng rồi, thì tất cả So easy Công suất của mình ha Lúc đó nó sẽ mắc luôn á Bằng U bình phương Chia đi cho um, Chia cho gì nhỉ Chia cho R1 cộng R2 Được chưa U bình phương chia cho R1 cộng R2 luôn Đúng không ạ? ngay chứ nhờ Ra yeah, U của mình nãy là 100 bình phương nè Chia cho R1 cộng R2 là 25 cộng 25 thôi Đó, à, vậy là 100 bình chia 50 Bằng à, chạy 200 W Đáp án của mình là câu B là chính xác Được yeah. Chúng ta tiếp tục với câu số 36 Được yeah. Chúng ta tiếp tục với câu số 36 ở mặt chất lỏng hai điểm S1 và S2 có hai nguồn giao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra sóng kết hợp bước sóng là 4 cm trong vùng giao thoa M là điểm cách S1 và S2 lần lượt là 5 cm và 20 cm giữa M và đường trực có số vân giao thoa cực tiểu là bao nhiêu ok chưa rồi thầy sẽ tính bậc vân tại M ha để biết được là giữa đó và đường dung trực đường dung trực có nghĩa là k bằng không đó đúng chưa ở chúng ta có KM của mình á là từ nguồn số 1 truyền tới M trừ từ nguồn số 2 truyền tới M. Được chưa? Ở chia đi cho à 5 Được chưa? Thì cái này nó sẽ bằng đi cho lại nhiêu nhỉ? À 5 trừ cho 20. Có người lấy MF1 chia cho MS2 nhưng mà cái đó cái đó thì vẫn đúng về mặt tính toán nhưng mà làm vậy là làm ngược. Được chưa? Đây bây là giờ làm ngược ngạo sống truyền tế một tới mời chứ phải là truyền từ M tới một đâu đúng chưa ừ, cái đó là để để qua chế biến đúng không cái đó là đã qua chế biến qua chế biến toán học rồi trừ 15 chia đi cho 4 bằng Thế sẽ ra là trừ 3,75 Ok là chưa rồi bây giờ chúng ta sẽ đẩy từ trừ 3,75 tới mấy mà ra, tới đường chung trực là tới 0 được chưa có những số bán nguyên như sau là 3,5 nè à, 3,5 nè xuyệt xuống trừ 2,5 nè trừ 1,5 nè với trừ 0,5 nè là 4 số bán nguyên 4 số bán nguyên có nghĩa là 4 từ tiểu chúng ta chọn đáp án là câu B chúng ta tiếp tục với câu 37 đã để áp xoay chiều có tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn dây thần cảm cảm L. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ của tổng trở Z của mạch theo giá trị của f khi tần số của điện áp là 15 Hz thì hệ số công suất của đoạn mạch là bao nhiêu? Được chưa? Chúng ta biết là um, trên cái đồ thị này chính nó có một cái điểm cực tiểu nè. Cái điểm cực tiểu này chính là gì? Cái điểm cực tiểu này chính là Z min. Ok chưa? Đó thì cái gì thay đổi? thay đổi để Z của mình nó min tức là đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng và Zmin min nó chính là R cho R đó là 10 ôm 10 ôm không cần nói nhiều ha và khi đó đó mà khi đó mọi người ha chúng ta sẽ có được là có được gì nhỉ có được là có thể có được là tất cả luôn mọi người ha đó, ZL, thì lúc đó thầy sẽ dùng cái này đi lúc đó zl của mình lúc đó zl không đó sẽ bằng zc không được chưa và sẽ bằng omega chỗ đó là gọi là omega không đi đó nhân cho l luôn omega không của mình là ừ dùng số 20 này ra, 2BF là 2 bf là 2 b nhân cho 20 nhưng l là 0.1 chúng ta dễ dàng có được đây là 4 b radian oh, sorry 4 b ôm đúng chưa rồi và đề bài hỏi là ở tần số f đúng mà đây là đây là ứng với f0 bằng à, 20 hz nè còn đối với f1 là bằng 15 hz tức là tần số của mình đã sao nhỉ à đã giảm đúng mà đã giảm xuống à, lấy 15 chia 20 là 3 phần tư đúng mà đó nó đã giảm xuống à, 4 phần 3 lần hay còn gọi là đã đã nhân cho 3 phần 4 đúng không ạ? Thì lúc đó ZL1 của mình nó sẽ bằng gì nhỉ? À, nó sẽ bằng 3 phần 4 ZL0 đúng chưa ạ? À, đó Thì nó sẽ bằng là 4B, à lộn 3B. Cho, do ZL là tỷ lệ với F cho nên là này nó ăn theo vậy. Còn ZC1 thì nó sẽ ngược lại. Đúng không ạ? À, tại vì nó tỷ lệ nghịch với F mà. À, 4 phần 3 của ZC0 thì này sẽ ra là 16 b chia chia 3 ừ, rồi chưa như vậy có hết rồi chúng ta đi tính thôi Đó. ta đi tính thôi tính có phi thôi thì để tính có phi cho nhanh thầy sẽ dùng tan ha thầy sẽ dùng tan cho nhanh tan của phi ở lúc đó nó sẽ bằng để cho zl1 trừ cho zc1 chia cho r được chưa đó sau đó thầy sẽ dùng gì cos của hạt tan Ok chưa? Yeah. Có của ạc tan của ZL1 trừ ZC1 chia R cho nó nhanh. Ok chưa? Yeah. Rồi bấm bằng luôn. Cos của ship tan um, 3 ờ luôn. luôn rồi. 3B, B 3B nè. Trừ đi cho 16 B chia 3. Tất cả chia đi cho 10. À, 0, 06 Rồi chưa? Chúng ta chọn đáp án là câu C là chính xác Chúng ta tiếp tục với câu số 38 Trong một thí nghiệm giao thông sống nước Hai nguồn A và B Cách nhau 16 xăng Rồi dao động theo phương vuông góc mặt nước cùng biên độ cùng pha bước sóng là 0,5 cm ở mặt nước gọi delta là đường trung trực của đoạn thẳng AB ôi rồi ơi! dễ nhẹ cái cho cho nó nặng cách nhau 16 xăng dao động theo phương vuông góc mặt nước cùng biên độ bước sóng là 0,5 cm ở mặt nước gọi delta là đường trung trực của AB Delta ta là đường trung trực của AB. Cho nên ta điểm M là gì điểm dao động ngược pha với nguồn vậy là trên delta là nó là cực đại mà nó ngược pha với nguồn mọi người ha ở gần AB nhất khoảng cách từ M đến AB rồi nhất sau đây. thì bây giờ chúng ta sẽ tính bậc pha giao thoa tại Y coi đúng không à? đó chúng ta tính bậc pha giao thoa tại Y thì nó chính là tổng đường truyền chia lambda tổng đường truyền AI cộng BI chia đi cho lambda là lấy AB chia lambda luôn là 16 chia 0,5 là 32 chưa? Ok không? Bậc của Y, bậc pha của Y, bậc pha giao thoa là 32. Được chưa? Như vậy nó là điểm cực đại cùng pha với nguồn. Tại sao? Tại vì nằm trên đây là K bằng 0 mà K phải là bằng 32 là số chẳng. K với K phải cùng chẳng thì nó sẽ là cực đại cùng pha. K với K phải cùng lẻ thì nó sẽ là cực đại ngược pha. Bây giờ muốn cực đại ngược pha gần nhất thì chắc chắn nó phải là 33. Ok chưa? Chắc chắn M phải là 33. Vậy thì bậc của AM sẽ là 16,5. Bậc của này sẽ là 16,5. Ok chưa? Rồi, như vậy chúng ta dễ dàng có được ha. Ừ. Mỗi bên là 16,5 thôi. Ok chưa? ở mỗi bên là 6,5 còn mỗi bên của này là 16. Như vậy chúng ta sẽ có là MI của mình nó sẽ bằng ha. À, MI nó sẽ bằng là gì? căn bậc 2 của căn bậc 2 của gì nhỉ À căn bậc 2 của AM bình đang quy rụt đó nha. trừ đi cho AI bình được chưa? Đó, đang quy ra bậc đó nha. Đó thì nhân lại cho lambda. Thì này nó sẽ ra là căn bậc 2 của gì nhỉ 16,5 bình. Trừ đi cho 16 bình tất cả, nhưng đi cho 0,5 là xong. Sắp xỉ bao nhiêu? Sẽ sắp xỉ là 2,01 cm, hay nói khác là bằng 20,1 mm. Chúng ta chọn đáp án là câu B là chính xác. Ok chưa? Câu B là chính xác. Chúng ta tiếp tục với câu số 39. À. Gồm mà một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ độ cứng là 25 Newton cm và vật nhỏ đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trong một chu kỳ dao động của con lắc chỉ có đúng một thời điểm cho trong một chu kỳ chỉ có đúng một điểm mà bằng mình bằng không cho trong một chu kỳ chỉ có một lần mà ép đàn hồi của mình bằng không tức là tương đương nghe nha muốn chỉ có một lần thì thì tức là nó chỉ có một ngọn cho một trò lượng z thì nó chỉ có thể là một trong hai biên đúng không ạ ít bằng cộng a hoặc là ít bằng trừ a thôi ok là chưa nhưng mà mình luôn luôn chọn chiều dương hướng xuống cho nên không thể nào mà e mà nó trùng với này được. Được chưa? Nghĩ, Đúng à, nghĩ khỏe luôn. Này nhận, được chưa? Rồi, như vậy chúng ta sẽ có được gì gì? Chúng ta sẽ có được là e của mình nó sẽ trùng với lại biên âm. Ok chưa? E của mình nó sẽ trùng với biên âm thì tức là gì? Uh, delta l không nó chính là bằng a mọi người ha. Nó chính là bằng a. Ok chưa? biết độ lớn lực đàn hồi thế dùng lên con lắc là 4 Newton Ok chưa? Yeah. Lực đàn hồi cực đại Rồi chúng ta vẽ hình ra cho vui chút nha Sao đâu? Vẽ cái dòng trần lượng giác ra O nè Đây là trừ A nè đây là A nè, x nè v nè e ngay đây luôn ok chưa đó thì bây giờ mình thấy là rõ ràng là khi mà nó ở e thì cái chỗ mà lực đàn hồi cực đại đó chính là biên dương ha mãi mãi một tình yêu mãi một c hai thôi độ lớn lực đàn hồi cực đại tới dụng nhân vật nó sẽ là bằng k nhưng cho đúp bộ a ok chưa cái này tương đương à, định tính gì nhỉ à cho nó bằng nhiêu luôn đi bằng 4 nè Vậy tương đương là 25 nhân đi cho 2 nhân đi cho A bằng 4. Vậy suy ra A của mình nó sẽ bằng 4 50. Được chưa? Nhân 2 đi 0,08. 0,08 m là bằng 8 cm Ok chưa? Rồi động năng của con lắc khi vật nặng của nó cách vị trí là sao không biết dạng một đoạn 10cm. Cách vị trí không biết dạng 10cm mà chỗ này đã là trừ 8 rồi. Đây là 8 rồi. Thì nó sẽ ở đâu đó đây được chưa đó chỗ hai xăng nè đó vậy suy ra delta l của mình á là bằng 10 xăng khi và chỉ khi được chưa đó là delta l là delta l không cộng cho x gì đó giải cho mọi người coi luôn cho nó nhanh luôn là tám xăng nè vậy suy ra x. do này bằng này ha suy ra x của mình đó là hai xăng được chưa rồi có ít rồi mà kêu tính động năng là mình nghĩ ngay tới cái việc chuyển hóa thôi chúng ta có thế chia cơ sẽ bằng ly độ chia cho biên độ tất cả bình là bằng 2 chia 8 tất cả bình là bằng 1 phần 16 chưa vậy suy ra động chia cơ sẽ là 15 phần 16 chưa được chưa đó vậy suy ra động năng của mình sẽ là 15 phần 16 cơ là 1 phần 2K, k k, 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 k k là 25, A của mình là 0,08 bình phương, bằng bao nhiêu? 15 phần 16, nhân 1 phần 2, nhân 25, nhân 0,08 bình phương, thì nó sẽ ra là 0,075 Joule, chúng ta chọn đáp án là câu C. 75 mJ, ok chưa? Yeah. Rồi, chúng ta bấm nốt câu cuối ha, để bấm nốt câu cuối trước khi về ngủ. Câu 40. Cho cơ hệ như hình vẽ lò xo độ cứng k là 100 nm Vật nặng khối lượng m là 100 g, mang điện là như đây. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là 0,1. Rồi ô là vị trí lò xo không biến dạng một điện trường đều thẳng đứng hướng từ trên xuống dưới phân bố từ ô về phía chiều dương chỗ x cường độ là như đây ban đầu kéo vật đến vị trí lò xo giãn 5 cm rồi thả nhẹ cái điểm ban đầu thời điểm lần đầu tiên vật đổi chiều dao động nghĩ chiều nào sau đây ok baby luôn Rồi như vậy thì chúng ta sẽ vẽ sơ đồ dao động đúng không ạ sơ đồ dao động hay gọi trục dao động ha? kỹ thuật trục dao động thì chúng ta có lại gì chúng ta có là vị trí lò xo không dạng là e ở đây nè và nó chung với vị trí của chữ o nè đó vậy là o. ok chưa rồi ok kéo ra năm xăng vậy ban đầu nó đây được chưa nó xuất phát ở đây nó bị ghi ở đây ok rồi bây giờ chúng ta phân tích hiện tượng một chút nha được chưa vậy thì chuyện gì đã xảy ra chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà có điện trường theo hướng này có điện trường theo hướng này mà điện tích của mình là dương đúng không điện tích của mình là dương cho nên nó sẽ đè lên cái cục nặng này ok không nó sẽ đè thêm một lực lên quả nặng này và khi mà đè lên một lực đúng không đè lên cái quả nặng một lực thì phản lực của nó sẽ tăng lên và khi phản lực tăng lên thì cùng với đó là lực ma sát nó sẽ lớn hơn bình thường được chưa ở như vậy thầy sẽ đi phân tích một chút ha được chưa ở trong vùng dương của u ha trong vùng dương của x chúng ta sẽ có phản lực đó mà trong vùng này là sẽ bằng đi cho là trọng lực cộng đi cho lực điện ok cho? trọng lực của quả nặng trừ cộng đi cho lực điện đó thì trọng lực của quả nặng là mg còn lực điện là qe thì chúng ta sẽ dễ dàng có được là 0,1 nhân đi cho g là 10 cộng đi cho q là 10 mũ trừ 6 nhân cho e là 10 mũ 6 ở ra là hai hai newton, ok chưa? Hai newton. À. Và chúng ta sẽ có n trừ, có nghĩa là n trong vùng âm, vùng âm không có điện trường mọi người ha, vùng âm của chủ ích không có điện trường, cho nên nó chỉ bằng b thôi và bằng mg thôi và nó bằng một newton, được chưa? Rồi, phân tích hai vùng vậy là dễ làm việc với nhau đúng không à? Thì ở giai đoạn đầu đúng không ở giai đoạn đầu là giai đoạn mà cái thằng này nè đúng không ạ cái thằng này nó chuyển động tới e mà chuyển động từ đầu tới e là chưa đó vậy là giai đoạn một là cái vật của mình ha chuyển động từ à, cộng a 1 cho đến e ok không cộng a 1 cho đến vị trí e đó. thì bây giờ chúng ta thấy là khi nó chuyển động sao nó chuyển động ngược trục OX đúng không ạ nó chuyển động ngược chủ ích có nghĩa là V âm á thì suy ra lực ma sát nó sẽ hướng theo chiều dương ok chưa lực ma sát nó sẽ hướng theo chiều dương à, và đẩy gì đẩy OE đi một đoạn ha đẩy OE đi một đoạn thì lực ma sát hướng theo chiều dương được chưa đó đẩy đẩy O đi một đoạn so với E là O1 đi thì lực ma sát đó là bên phần dương chia đi cho K lực ma sát trên phần dương sẽ bằng mu nhân cho n bên phần dương của trục OX, tại vì bên phần dương thì nhiều phản lực hơn, cho nên lực ma sát sẽ lớn hơn. Nó bị tì lắm mà, đúng không? Nó bị tì lắm một chút mà. Mu là 0,1. Này là 2 chia là 100. Vậy này nó sẽ ra là 0,2, đúng không ạ? 0,2 cm, được chưa? Đó, thì thằng này nó sẽ dịch qua đây 0.2 cm là O1 của mình. Đây là 0,2. OK. Như vậy chúng ta sẽ dễ dàng có biên độ ha. À, chúng ta có được luôn là biên độ ở trong cái giai đoạn 1 á là um, lấy cái độ cái độ kéo ra đúng không Là lấy E, E, A1 trừ đi cho e o 1 là nó sẽ ra là 5 xăng trừ 0,2 là bằng 4,8 cm được cho đó và vật của mình nó là chuyển động từ A1 đó mà từ cộng A1 cho đến không cho đến e là xong giai đoạn thứ nhất cho nên nó phải quét một góc đó mà rồi ra cho nên cái thời gian dnt1 nó phải là quét một góc ặc đúng mà ạc cos luôn Được cho chúng ta biết là quét từ biên cho đến một giá trị âm đúng mà nói chung là cái x nó dừng lại đi Chị Ít x ngay chỗ chữ, chữ e đó mọi người ha x ngay chỗ chữ e so với so với một đó nha mọi người cho so với một so với một á thì nó sẽ bằng đi cho là trừ 0,2 xăng thì ra là thì gọi là x1 gọi nha x1 Đúng à? Chia đi cho A1 Tất cả chia cho 360 ở đúng rồi Chia cho 360 Nghe nhân đi cho T Được chưa? Chưa tính T nữa T ở đây là luôn luôn là không đổi mọi người ha 2B căn bậc 2 của M chia K thôi Được chưa? 2B là 2B M là 0.1 K là trăm Vậy này với này mất Vậy này chỉ còn lại 0,2 giây được chưa? Rồi đó. Mình sẽ có được cái thằng thứ nhất là vậy Đối với giai đoạn 2 Giai đoạn 2 Giai đoạn 2 là khi mà nó sao Nó đi từ E cho tới Âm A2 được chưa? Đi từ E cho tới âm A2 Tại sao đi từ E tới âm A2 vậy mọi người được chưa? Tại sao vậy Tại vì đó mà tại vì là cái thằng uh, khi mà đi qua e nè thì cái lực ma sát của mình hay cái phản lực nó sẽ thay đổi cái lực ma sát thì sẽ thay đổi ha lúc đó v vẫn âm thôi cho nên là ừ, cái vị trí cân bằng, bằng của mình nó sẽ kéo theo chiều dương một đoạn là o 2 e là ép ma sát bên phần âm của trục ox chia đi cho k là bằng mu nhân cho phản lực bên phần âm chia đi cho k mu là không một phản lực bên phần âm là một newton cho k là 100 thì chúng ta sẽ ra là 0.1 cm. Được chưa? Chúng ta sẽ ra là 0.1 cm là nó ở đâu đó đây. Đây là O2 của mình ha. Đó 0.1 cm. Như vậy lúc đó đúng không ạ? À? Cái khoảnh khắc đó là x2 của mình đang là bao nhiêu? Cái khoảnh khắc ngay tại E đó đó thì x2 của mình đang là cộng không ờ bây E đó là x được chưa? Vị trí cân bằng của mình là O2. Đó mà chữ e của nó là ở bên đây. Thì nghe chỗ đó x2 của mình đây là -0.1 xăng. Hiểu không ạ? À? Cái chỗ x2 lúc đó đó là mình đang ở chữ e. Mà vị trí cân bằng của mình là ở chỗ O2. Thì có phải là e nằm bên trái O2 một đoạn là 0.1 không? Là bên trái là ly độ âm chưa? 0.1 xăng ha. X2 là x so với vị trí cân bằng O2 đó nha mấy má, đúng mà mình đang xét cái điểm này là cái điểm gọi là cái điểm đổi 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 gọi là đổi trường lực nè đúng không ạ đó cái điểm đổi trường lực là cái điểm mà nó sao nó đổi phản lực dẫn đến đổi lực ma sát dẫn đến đổi cái vị trí cân bằng đó Để nha rồi như vậy tính được a hai thôi đúng không ạ chúng ta dùng phương trình cân bằng vận tốc ha v bình của mình là omega bình nhân đi cho a hai bình trừ đi cho x hai bình bằng đi cho omega bình luôn a một bình trừ đi cho x một bình để tương đương a2 bình là chưa biết. x2 bình của mình á, là trừ -0,1 bình bằng đi cho a1. a1 là nhiêu ta? a1 là 4,8 bình trừ đi cho 1 0,2 bình bằng suy ra a2 là bao nhiêu? căn của 4,8 bình trừ 0,2 bình cộng 0,1 bình bằng không phải để bình lại số xấu thế 4,797 ok không 4,797 cm ok chưa 4,797 cm hết phim rồi có a hai rồi có a hai rồi thì mình đi từ chỗ này đó mà đi về biên âm đó mà đi từ chỗ này đi về biên âm là trừ a hai đó thì thật ra thì uh, bình thường thôi đó ạ mình sẽ có delta t hai sẽ bằng đi cho cũng mặt cốt luôn đó mà bám biên mà góc bám đến biên cứ là thôi x hai chia đi cho a2 luôn đúng chưa chị đối x2 chia a2 luôn đó thì phải lấy gì đối nha tại vì góc đen nó đang âm mà nó bám biên âm luôn đúng không ạ à? nhân cho t rồi xong như vậy thì cuối cùng ha thời gian delta t của mình chính là bằng delta t1 cộng delta 2 tức là từ khi bắt đầu thả ra đến khi mà nó lấy đấy của xã hội đúng mà và nó chuẩn bị mà chuẩn bị chuyển động ngược lại theo chiều dương rồi bây giờ mình sẽ có là accord của x1 thì vẫn lấy góc âm luôn mọi người ha đây là cái mẹo vặt cuộc sống hay ho để chúng ta làm nhanh không có gì hết Thế là cộng đi cho accord của nhiều thôi nó ghi luôn nha ghi luôn cho nó máu lời đi x1 à, của mình là trừ không hai chia đi cho a a1 là 4,8. cộng đi cho arc cos của chỗ đó đó là x2 của mình lại là trừ là trừ đối xong là 0,1. chia đi cho a2 bấm a2 ra nhiêu nha. Ừ hay 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 đợi tút chút nha, ở à, ghi chỗ này chút nè. căn bậc hai của 2 3 0 1 chia 10 Đúng không lại Tất cả chia 360 10 độ Nhân cho chu kỳ T Là 0,2 Giờ máy tính ở trên Đây Rồi bấm một cái bật luôn Để máy tính cho độ, độ luôn 10 ha Ship code của Trừ 0,2 chia đóng mọi lại cộng ship code 0,1 chia phân số căn bậc 2 của 2, 3, 0, 1, chia 10. Lấy căn bậc 2 của 100 ra 10. Ha. Chia cho 306. Nhân cho 0,2. Bằng. Ra là cỡ 0,1. 0,1006. 7 đi dây à, như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là câu 0.1 nhất gần 0.1 nhất phải là 0.094 giây Ok rồi như vậy là thầy đã giải xong đề số 15 thì tiến đối lý yếu physics vào ngày hôm qua Ok chưa đó, mình đã bỏ qua đề 12 13 14 đúng cũng mà à, mấy bữa thì cũng bận quá không làm cái lại cũng gặp một số chuyện ha. Ok. Thì thôi uh, chúc các bạn uh, có một cái gọi um, là sao? Uh, các bạn nhớ theo dõi rất vừa lý Physics là uh, cái thứ nhất nè. Cái thứ hai là nếu mà các bạn thấy hay thể theo dõi YouTube của thầy để đón xem cái video uh, tiếp theo. Ok chưa? Đó. Thầy không hứa sẽ đi với mọi người tới cuối cùng nhưng mà nếu làm được cái gì cho mọi người thì thầy sẽ cố gắng làm ha. Ok thì uh, chúc các bạn có một cái sự chuẩn bị thật tốt và đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở đề số 16.